Chào tất cả mọi người. Một ngày mới an lành và hạnh phúc. Ngày hôm nay cái bếp bếp chai gia đình ăn chay kỳ duyên của mình sẽ chuẩn bị một bữa ăn rất là đơn sơ và dân dã của miền quê. Đó là rau lang luộc. Đây là đọt lang nha các bạn. Mình coi ở trên mạng người ta khuyến cáo mình ăn đọt lang và đọt nhãn lồng. Đây là những cái bài thuốc dân gian mà chúng ta ăn thỉnh thoảng. Ví dụ như mỗi ngày ăn thì ngán, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ đổi món ăn. Thì đây là những cái vị thuốc nam rất là tốt cho sức khỏe, tinh thần, thể chất của con người. Mình ăn rau của thiên nhiên nha. Tại vì rau củ quả bây giờ người ta trồng thì người ta để rất là nhiều thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng, thuốc tăng trưởng, nó đủ loại hết. Cho nên thỉnh thoảng mình sẽ ăn những cái rau của thiên nhiên. Đây là những cái loại rau mà nó mọc ở ngoài hoang dã, người ta hái, người ta bán nha. Cho nên nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mình ăn chay thì không có cái gì ngon đặc biệt, nhưng mà trong nó cũng không quá độc hại gì đâu, nhưng trong những cái loại thuốc trừ sâu hoặc là rau củ quả người ta làm tăng trưởng đó thì nó cũng có độc. Thì thỉnh thoảng mình sẽ ăn rau của đồng quê thiên nhiên như thế này thì rất là tốt nha mọi người. Thì ngày hôm nay là mình chuẩn bị cái bữa ăn của gia đình mình là đọt nhãn lồng và đọt lan. Sẽ luộc một dĩa rau và sau đó là nấm. Mình sẽ kho nấm. Mình sẽ làm nấm kho lạc. Nấm kho lạc để chấm rau luộc nha. Rất là đơn sơ và dân dã, không có gườm gà, không có sang trọng gì hết, nhưng nó thật là bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Đây là những loại rau mình mua về rồi mình sẽ sơ chế lặt lại, tại vì mình mua thì người ta lặt nó xà bằng vô dữ lắm, có già có non, thì chúng ta sẽ lặt lại. Mình sẽ lựa lại để mình lấy cái phần non để mình luộc thôi. Cái phần nào nó già hay là nó cằn cỗi thì mình sẽ bỏ. Nó cũng rẻ chứ không có mắc. Mình mua vài ngàn mỗi một loại, chừng 3 ngàn, 4 ngàn là mình sẽ luộc một dĩa rau rất là tuyệt vời. Rau vườn, rau đồng nó rẻ vậy đó các bạn ơi. Mình ở đồng quê mình ăn rau rẻ lắm. Vừa rẻ vừa bổ dưỡng. Cho nên ở quê thì nó không có đầy đủ như ở thành thị đâu, nhưng mà nó có những cái rất là hoang dã và thiên nhiên dành cho những người. Nếu mà mình sinh hoạt ở thành thị mệt mỏi nhiều quá thì về quê thật là một ngày yên bình cho mọi người. Thỉnh thoảng mình ở quê nó cũng đã quen rồi, cho nên có khi ồn ào quá mình cũng mệt mỏi. Vì vậy mà mình thích cái hương vị đồng quê của gia đình mình. Ở trong cái nông thôn yên bình lắm. Thì rau luộc nó cũng rất là đơn giản, mình bắt nước lên cho nó sôi rồi mình để nước vô, mình để rau vô xong cái mình trở bề cho nó. Mình không có luộc cho nó quá chín, nó quá chín thì nó sẽ không ngon. Mình chỉ luộc cho rau nó vừa chín tới, thì cái độ giòn của cái cọng rau và cái độ chín nó rất là vừa với nhau. Rau luộc mình luộc chín quá thì nó sẽ mất cái hương vị của rau luộc, nó không ngon. Vì vậy mà mình chỉ luộc là vừa chín tới thôi. Thì rau nó có đầy đủ, chứ còn đầy đủ chất bổ và nó rất là ngon. TV trên đài gì thì tất cả các loại bệnh xong người ta khuyến cáo mình nên uống thuốc này, uống thuốc kia, uống thuốc nọ. Nhưng cuối cùng rau củ quả vẫn là một bài thuốc của thiên nhiên dành cho mọi người. Nếu ai muốn giảm bớt những cái bệnh tật đó, thì nên ăn rau củ quả nhiều vô nha các bạn. Thì chứng minh là mình đã ăn chay đã rất là nhiều năm. Gia đình của mình ăn, rồi mình ăn theo từ nhỏ tới lớn, cho nên mình đã được hấp thụ cái gia đình ăn chay. Thì sức khỏe của mình cảm giác là đây là cái bằng chứng rất là cụ thể. Thì mình chỉ bệnh thời tiết thôi. Tức là mỗi lần chuyển mùa thì cũng bị cảm, sổ mũi hoặc là khó chịu. Rồi xong vài ngày thì sẽ hết. Tất cả những cái bệnh tật thông thường khác đó thì hoàn toàn mình chưa bao giờ.
Giờ mình là rất là nhạy cảm bị dị ứng, như khi mỗi lần bệnh mà phải đi bác sĩ mình dị ứng lắm. Đối với mình thì bác sĩ cũng tốt nhưng mà mình không thích tới bác sĩ đâu. Thì nếu như vậy thì mỗi ngày chúng ta phải ăn rau củ quả cho nhiều vô nha mọi người, thì mình sẽ ít gặp bác sĩ hơn. Như vậy đó, mà mình kinh nghiệm là sao mình cố ăn rau củ quả nhiều vô thì cũng là món ăn hàng ngày của mình. Tới bác sĩ thì bác sĩ cũng cho mình uống thuốc, rồi cuối cùng cũng khuyến cáo mình nên ăn rau củ quả. Vậy thì mình đã biết rồi thì mình nên ăn trước khi mình bị bệnh nha, để tránh né những cái bệnh tật không cần thiết. Nhất là những cái loại rau mà nó hoang dã như thế này nè, nó mọc như vậy nè. Đậu nhãn lồng thì nó mọc ở rất nhiều ở quê, ở đất rau vườn của những cái nông thôn. Vì vậy mà nó là một vị thuốc rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mọi người. Thật ra thì nó cũng không có khó ăn, nó có cái mùi chỉ hơi gắt gắt của thôi, y như là cái vị thuốc bắc vậy đó. Rồi mình sẽ chế biến để mà mình kho cái món gì cho nó ngon, đậu hũ rồi hay là mình sẽ chấm chao hay chấm mắm gì đó, mắm chay. Rất là dễ ăn. Và thỉnh thoảng nó lại là một bữa ăn ngon cho ngày mới nữa. Mình chuyển hướng thì canh xào đồ mọi thứ, những cái món mình đã ăn mỗi ngày rồi bữa nay mình đổi bữa, mình chỉ trở lại mình ăn một dĩa rau luộc đơn sơ thôi, nhưng nó sẽ rất là nhiều dinh dưỡng, cũng là một món cho ngày mới của mình. Rồi mua thì nhiều vậy đó, nhưng mà mình lặt ra để mình ăn á thì chỉ là đủ rửa. Nó thì thấy là nhiều như vậy nhưng mà nếu mình luộc cho nó xẹp lại thì khoảng chừng một dĩa thôi, còn một dĩa gọn thôi, đủ cho hai người ăn. Mình cũng rửa cho sạch, rửa hai ba nước. Rồi đây là rau nhút cồn. Rau nhút người ta trồng ở đất cồn, có cái bờ cồn, mấy cái bãi của cồn á các bạn, rất là ngon. Nó mọc theo cái bãi của cồn, người ta trồng theo bãi nước của cồn, nước lớn và nước rộng, cho nên rau nhút này nó cũng rất là sạch sẽ. Nếu mình ăn rau nhút là ăn rau nhút cồn là tốt nhất. Khi mình ăn cái chỗ mà mình không biết rõ rồi nhất nó cũng bị trồng chỗ mà những cái nơi không không sạch sẽ, nó cũng không ngon. Nên mình ăn rau nhút cồn mình biết nó mọc những cái bãi cồn cát, nó rất là đẹp, nó rất là ngon, non và nó sạch sẽ nữa. Thì rau nhút này mình chỉ lặt để sạch sẽ để ăn sống thôi, hay hoặc là nấu canh chua, chứ mình không có luộc. Rau nhút là không có luộc, mình ít có ăn ruột rau nhút lắm, nhưng mà không biết có người người ta có thích ăn như vậy. Nhưng mà thường thì mình ăn sống nó ngon hơn, nó giòn hơn. Cũng rẻ lắm cho nên mình lặt rau nhút thì mình chỉ lựa cái phần có thể non nhất mình ăn thôi, còn cái phần mà nó hơi già nó dai mình sẽ bỏ bớt.
Mình mua chỉ vài ngàn mà mình ăn hai ba người, ăn chưa hết. Rau ở vườn ở quê rau nào cũng rẻ, dễ ăn lắm mọi người. Nó vừa tươi, nó vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Mình ở vườn quê đủ thứ lợi thế hết đó. Tốt lắm. Rau vườn quê là rau vừa rẻ, vừa ngon, vừa tươi. Vì mỗi ngày có khi người ta trồng một ít, người ta ăn không hết, ta đem đi người ta bán lại nữa. Cho nên ngon lắm. Rồi, thợ sơ chế rau của mình nó cũng đã hoàn thành. Rau rất là non. Mình lựa phần non nhất mình ăn. Rẻ lắm, chỉ có vài ngàn thôi, có 3 ngàn rau nhút là ăn hai người thoải mái luôn. Rẻ, vừa ngon, vừa bổ dưỡng. Nhìn rất là ngon đúng không mọi người? Rồi xong. Không chuẩn bị rau củ mình đã làm xong hết rồi. Đây là cái bữa cơm trưa của gia đình mình chuẩn bị, gồm có dưa leo, rau nhút và chuẩn bị luộc rau nha các bạn. Hôm nay là một ngày bữa cơm đạm bạc chay của gia đình ăn chay, chỉ toàn là rau. Mình đã kho đậu hũ với nấm rồi để mình chấm. Thì các bạn tùy theo cái sở thích chấm của mình luộc rau mình sẽ chấm với cái gì thì mình thích: mắm, chao, nước tương, tàu hũ kho lạc, nấm kho lạc, tùy theo sở thích của mỗi người mà mình muốn chấm cái gì đó. Rồi thấy nó nhiều nhưng mà nó sẽ xẹp xuống, khi mình đậy nắp lại nó sẽ xẹp xuống. Nó còn chỉ dọn dẹp một dĩa thôi. Mình sẽ đậy nắp lại để mình chờ cho nó sôi lên một dạo tiếp theo nữa thì mình sẽ tắt bếp.
Rồi, xong. Rau nó đã sôi trở lại. Mình tắt bếp. Trong cái nước luộc rau mình nêm một chút xíu hạt nêm nha các bạn, cho cọng rau mình nó có chất ngọt rồi nó ngấm vô với hạt nêm đó thì nó cũng vừa ăn. Rồi sau đó thì mình chấm thêm cái gì đó nhẹ nhẹ nữa là được. À, cái đọt nhãn lồng này á, thì nó sẽ giúp cho tim nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch của chúng ta. Còn cái rau đọt lan này thì nó sẽ tốt cho rất là nhiều cơ quan nội tạng, gan, phổi. Cho nên những cái loại rau luộc mà hoang dã như thế này thì nó vừa rẻ tiền mà nó vừa rất là bổ dưỡng. Hồi nãy mình đã nói rồi, ở trong cái nước mình luộc rau mình có nêm một ít hạt nêm. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành một bữa cơm buổi trưa của gia đình. À, gồm có một dĩa rau luộc, đọt lan, nhãn lồng và rau sống thì có dưa leo và rau nhút, đậu hũ chiên tươi, tùy mình muốn ăn với nước tương hay là mình muốn ăn muối tiêu chanh thì mình ăn. Rồi cái này là nấm và cà chua, cái đậu hũ mình kho lạc để mình chấm rau. À, thì đã hoàn tất một bữa cơm gia đình của chúng ta. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Chúc mọi người ngon miệng với một bữa cơm chay gia đình đơn giản nhưng mà đầy đủ chất bổ và dinh dưỡng cho mọi người. Một bữa cơm an lành, nhẹ nhàng, thanh thoát. Mời mọi người cùng thưởng thức và thành công. Cầu nguyện nha. Chúng ta sẽ cầu nguyện: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi, nguyện hào quang Đức Phật A Di Đà, quay lực thần thông của Quan Âm Bồ Tát, mười phương chư Phật cứu độ khắp pháp giới, nguyện hòa bình thế giới, nguyện chúng sanh an lạc, nguyện dịch bệnh qua đi, nguyện chúng sanh sẽ bỏ ác theo thiện, nhân loại sẽ hướng về một con đường tươi sáng nhân ái, từ bi của Đức Phật đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.